Ok, xin chào mấy em nhé. Chào mấy em đã quay trở lại với kênh của mình. Đó. Thì hiện tại là mình đã đập lên vũ khí 18 xong rồi anh em ạ. Mình cũng xin lỗi anh em là cái video hôm nay mình đập, mình không bình luận với anh em được. Tại vì là mình đang bị cảm anh em ạ, đang bị cảm. Thực sự là rất mệt luôn. Mệt đến nỗi mà chiều nay nói không lên lời được anh em ạ. Nói không lên lời được. Đấy, mong em thông cảm. Và còn cái nữa là video chiều nay mình có làm rất nhiều lỗi nha bạn, cũng là do cái lỗi mình là không chuẩn bị, do là mình không chuẩn bị anh em ạ. Tại vì cái lúc đó là anh em tộc bảo là thôi đập đi anh ấy, đập đi anh, đập đi. Và lúc đó thì thôi thì anh em thúc giục thì mình cũng lôi ra ghép lốt số bằng khóa rồi mình đập anh em ạ. Chứ mình cũng đang tính là đến thứ bảy mình mới đập, mình đang cố gắng để cho nó khỏi tí nữa thì mình đập, nhưng mà thôi thì anh em thúc giục thì mình cũng cố gắng vậy. Đó thì hiện tại là mình đến khi mình đập vũ khí 18 xong ấy, hôm nay mình đập vũ khí 18 xong này, sau là mình đổi áo choàng luôn anh em ạ, mình đổi áo choàng luôn. Đó, đợi mình tí để mình loát map và mình review thông tin cho anh em. Đó, mình đổi áo choàng luôn, xong là mình có một cái lỗi rất lớn anh em ạ. Nhiều anh em comment bảo, nhưng mà mình cũng thật sự là mình biết rồi, nhưng mà mình không có cách nào để nói, tại vì lúc ấy mình không nói được, mình ốm mình không nói được anh em ạ. Có nghĩa là mình đập, mình dịch chuyển xong ấy, mình chưa chế nó lên hiền nhân, mình đã khảm ngọc anh em ạ, đâm ra mất đi tầm như 2-3 ô ngọc 17 ấy. Nói chung là chỉ mất 1-2 ô thôi, nó không có mất nhiều, nhưng mà đó là một cái lỗi của mình. Còn một cái nữa là đi đâu này, về làng mưa đi. Còn một cái nữa là mình chả biết vì sao mình đang quay video cho anh em, tự nhiên nó bị lag anh em ạ, không tách được cái ngọc để khảm ấy, xong lại ấn cường hóa không được, nên ra lúc ấy mình phải x game ra mình vào lại. Mà lúc đấy thì không có cách nào để nói, chỉ biết x game ra để vào thôi, chứ làm sao để nói được anh em. Ví dụ là mình đang bị lỗi thì mình bảo là em chờ mình tí mình x game ra mình vào lại, chứ tự nhiên mình tắt màn hình đi mình không nói gì. Nguyên một cái video đó thật sự là nó là một bước ngoặt lớn của một người đam mê làng lá anh em ạ, nhưng mà ngay cái video đó mình lại không thể hiện được. Thế nên là mình làm video này mình cũng mong em thông cảm. Còn một cái nữa trong cái dự định sắp tới của mình ấy, à để từ từ nhắc đến cái dự định sắp tới. À, hiện tại là trên group cộng đồng làng lá phiêu lưu ký ấy, mình có đang tham gia cái event của làng lá anh em ạ. Đó là chụp một bức ảnh màn hình PC với cả, hoặc là một bức ảnh màn hình điện thoại, trong đó có logo với cả cái icon làng lá đây anh em ạ, mà trên fanpage chính đã đăng lên đấy. Ấy mình cũng chỉ mong anh em bỏ chút thời gian là ấn xuống cái đường link dưới mục mô tả, mình có tí nữa mình sẽ để link dưới mục mô tả, anh em ấn vào anh em chia sẻ xuyên lục địa anh em cho mình nhé. Có group nào anh em chia sẻ giúp cho mình, cộng thêm là cho mình like cho mình nhé. Đó. À, còn một cái nữa là anh em nào nhớ là like xong comment nhé, comment giúp mình nhé, để xem là có anh em nào từ YouTube qua không. Anh em thử comment lúc ấy, anh em ấn vào đường link anh em đăng nhập Facebook vào, xong anh em comment bảo là mình từ Facebook qua, à mình từ YouTube qua. Đấy. Vậy là mình biết là anh em đang theo dõi cái kênh của mình. Đấy, mình cảm ơn anh em rất nhiều. Nó cũng coi như là một động lực giúp mình gọi là tiếp tục với làng lá. Các bạn là hiện tại là cái danh hiệu này mình đeo cũng nhiều cũng chán rồi anh em ạ. Mình đang muốn có một cái danh hiệu độc lạ, cái danh hiệu nó cũng chả giúp được gì đâu, nhưng mà là một cái danh hiệu gì đó, là một cái gọi là cái bước trải của mình ấy, cái danh hiệu sáng tạo. Đấy, danh hiệu sáng tạo anh em ạ, từ ngày chơi game giờ chưa được cái danh hiệu nào từ game trao cho, ngoài mấy cái danh hiệu mà chúng ta cống hiến được này, phản cứng lục đạo hào kiệt này, thôi chán đeo lắm rồi anh em ạ. Đấy, tí nữa mình sẽ để link dưới mục mô tả, anh em nhớ là ấn
ấn like cái bài viết mình và chia sẻ nhá. Chia sẻ xuyên lục địa luôn, có group nào chia sẻ giúp mình. Nhớ là comment nhá, không comment thì tôi chả biết là các ông từ đâu đến đâu. Đấy, mong anh em giúp mình thôi. Rồi, thì để mà tiếp tục cái bước ngoặt sắp tới của mình là mình chưa nói là đập vũ khí 18 là xong là mình đổi áo choàng hệ thủy để đam lên hỏa anh em ạ. Đây là điểm có điểm nằm chậm. Và mình cũng đổi kiểu vĩ tấn công lên tự nhiên hôm nay cho tấn công hiện lôi. Và mình cũng đang có dự định ngày mai là mình sẽ đổi huyết kế giới hạn 6x. Thì mình đang ở lữ anh em ạ. Nhiều anh em bảo là cái chiêu thức huyết kế giới hạn của lữ sao anh không có. Thì để mình đấy, mình nói anh em nói lại, mình nói lại nhá. Là cái kỹ năng này nó phụ cho cái kỹ năng bùa lổ anh em ạ. Cái bùa này khi mà mình dính với đối thủ nó sẽ giảm kháng rất nhiều. Nhưng mà mình suy nghĩ lại thì chắc là mai mình sẽ đổi, xong là mình đi đăng ký, không biết là có kịp không. Mình sẽ đổi để mình lấy cái điểm giữ chân anh em ạ. Cái skin 5x lam ấy nó là chói chân anh em ạ, nó là chói chân. Đó. Mình mang tiếng tay dài mà mình bị tay ngắn thả diều rất nhiều. Thứ nhất là do Sonero dịch thân xong. Đấy. Sonero dịch thân xong cưỡi chim chạy luôn. Đâm ra là mình lại là thằng bị thả diều anh em ạ. Bị chóa xong là thả diều. Và cả cu tẹ cũng vậy. Dẻo mình xong là bật phân thân chi thuật chạy luôn anh em ạ. Chạy như tàu lượn luôn. Đó, đây là hai anh em mình đang trên quái map 6x nha anh em nhá. Mara với cả Hashirama. Đó. Hai anh em song sinh. Đúng vào cái lúc có cái event của Kha. Gọi là cái event gì ta anh em. Hóa giải huyết thù anh em ạ. Hóa giải huyết thù. Và dự định lớn nữa làm từ giờ đến giáp Tết mình sẽ không đầu tư cho con này nữa anh em nhé. Để mà nói thế thì hơi quá anh em ạ. Nhưng mà mình đang hướng đến cái đợt khuyến mãi ngày Tết anh em ạ. Mình đang hướng đến cái đợt khuyến mãi ngày Tết đấy. Nhiều anh em nếu mà chơi từ năm trước đến giờ thì biết là ngày Tết nó khuyến mãi như nào rồi. Nó khuyến mãi đầu tiên là 40 này, ngày mùng 1 40, ngày mùng 2 50, ngày mùng 3 60 anh em ạ. Cái mà nó khuyến mãi như thế thì nó cũng bằng khoảng thời gian chúng ta đầu tư trong năm rất nhiều. Thế nên là mình sẽ tạm dừng từ thời điểm này. Có thể là nó chỉ là tạt tà, nó chỉ là kích vòng quay thôi anh em ạ. Để lấy vàng khóa mua áo choàng qua ngày thôi. Tại vì áo choàng đợt này là 7... Wow, ai em hạ được trí tôn luôn anh em ạ. Được trí tôn luôn này. Kinh nhung. Quá dã man luôn. Đó. Tầm này thì nhiều anh em bảo là Zilagan. Zilagan thì để mình nói với anh em là làng mình là ông nào cũng khỏe anh em ạ. Ông nào cũng muốn khỏe. Ông nào cũng muốn khỏe. Không phải là ông nào cũng muốn khỏe. Không phải đâu anh em nhá. Tại vì cái tầm này, cái tầm này là mình với Thao Lót với cả bố của Bin với cả ai em hạ như vừa ấy trí tôn ấy, ông nào cũng thích lên Zilagan. Thế nên là nó rất khó để nhường. Ví dụ như làng Cát Lâm có Phong Ru, ông ấy mạnh nhất, nhường ông ấy lên trước cũng được. Hay là như làng Lá Một có Huy Siêu Nhân. Đó. Làng Lá Hai có Sơn Hero mới trí tôn chẳng hạn. Đấy, nó đặc biệt khác hẳn luôn. Nhưng mà làng Lá Bốn đồng đều anh ạ, nó đồng đều cơ. Thế nên là rất khó. Thế nên là Zilagan thì chắc là của ông nào ông ấy dùng thôi. Nhưng mà mình nghĩ là 4x của Bin lên đồ dễ. Tại vì nó ít hơn của mình. Đó. Nói chung là tầm này cũng tạm dừng được rồi. Nếu mà Halloween nó có gì hay thì tiếp tục anh em ạ. Đây là cái dự định sắp tới thôi. Halloween cũng là sắp tới mà. Làm sao để tránh được. Mình thích trải nghiệm, mình thích trải nghiệm anh em ạ. Đấy. Hiện tại bây giờ nhìn rất ngầu luôn. Mình rất thích cái kiểu là đỏ đen anh em ạ. Đấy à. Kiểu gì cũng đẹp. Bỏ vũ khí ra áo choàng cũng hợp. Bỏ áo choàng ra đeo vũ khí cũng hợp. Đấy.
Cũng hợp luôn anh em ạ. Không biết là mình thử đeo dự phòng nào. Rồi, Gara. Tháo vũ khí ra cho Gara đeo. Đó. Cất vào đeo cho Gara xem nào. Rồi, anh Gara anh đeo còn ngầu lửa anh em ạ. Anh Gara anh đeo còn ngầu lửa cơ, quá dã man luôn. Chất, nó phải gọi là chất anh em ạ. Đúng là đồ gọi là đồ đắt kinh vãi vãi gọi là vãi 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 lời anh em ạ. Đó. 7k vàng, 7 à đâu? Ừ đúng rồi, 7k tinh thạch là 7k vàng còn gì nữa. Quá kinh luôn anh em ạ, quá kinh luôn. 7k tinh thạch một tuần chúng ta chỉ kiếm được có 4k thôi. Một tuần chúng ta kiếm được có 4k căng. Thế nào chúng ta mỗi tháng phải bỏ ra 2k vàng. Đấy. Vàng không biết là trên trong on trong một tháng liệu có đủ 2k vàng không ta. Mình cứ có là hết. Ngày xưa không úp sâm một không úp sâm 100% ấy. Mình toàn mua sâm 50 đâm ra vàng không có mua. Đó. Thôi thì video mình đến đây kết thúc thôi. Cảm ơn anh em theo dõi ủng hộ mình. Anh em nhớ là like với cả chia sẻ bài viết cái event của mình gọi là mình chơi của Kha anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye, chào tạm biệt anh em.